Rồi, cả nhà ơi, Đạt xin chào cả nhà nha. Chúc tất cả các bà cô bác gần xa luôn luôn mạnh khỏe và đón một mùa Noel thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay Đạt mượn được ta lưới giăng cá đối của ông Dưỡng Sáu á. Đi giăng cá đối về cho chị Ba với anh Hai, chị Ba anh Hai để làm khô ăn Tết. Thì trong quá trình Đạt đi bắt cá quay cho cả nhà xem, thì cả nhà xem thì luôn luôn ủng hộ Đạt, thì cảm ơn cả nhà nha. Hôm nay Đạt sẽ đi giăng lưới một mình đó, bây giờ Đạt sẽ đi thôi. Đây là tay lưới nè, tay lưới trong bao lội qua sông cái mới được. Hiện tại là nước ở cái sông này nó đang ròng nha cả nhà, nó chảy ra là nó cạn và nó đem nước lớn lên là nó đem phù sa với lại cá vào. Bây giờ Đạt ta chuẩn bị lội qua. Úi già, lạnh quá. Ai sao nó ngập đầu rồi. Ai da, lạnh, sáng nó lạnh. Noel mà, sáng lúc nào cũng lạnh. Hiện tại giờ là hình như 7 giờ sáng. Lạnh thế. Nắng lên, sưởi ấm cho ta nào. Ok. Hôm nay đi giặt một bao cá vậy luôn nè. Đây cả nhà, đây là khu vực Đạt giăng lưới nha. Thì Đạt thấy có cá nó chạy á. Cái này là cái đầm, cái đầm của người ta, nhưng mà nó bị bể á, cá nó vô da tự nhiên á cả nhà. Thì Đạt sẽ thả cái rối, tranh thủ thả cái rối nha. Đầm để bể lâu rồi, nhưng mà ao nó vẫn còn có nước, thì cho nên cá nó vẫn còn. Bây giờ Đạt sẽ xuống thả lưới mẻ lưới đầu tiên của Đạt nha. Thả một giác lưới thử coi dính được nhiều cá đối nha. Sâu gì? Lưới mới thả xong nha. Bây giờ Đặt lên trên kia, Đặt chọi mấy cục đất cho nó chạy cá xuống. Đặt mới thả lưới xong là nó đã dính mấy con rồi đó cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy chưa? Dính một con cá đối nha. Đấy đấy, cá đối này hơi bự đấy. Cá đối này rất là ngon, sạch ruột, nước này nước ròng. Rất là im nha. Bây giờ Đạt sẽ cuốn lưới lên, Đạt sẽ gỡ thôi. Coi có dính nữa không nha. Chà, giả lưới này có bộ. Có dính ít lắm cả nhà ơi. Không biết là sao ấy. Gì đây? Rồi, cái hang cua bự quá. Cùng chân luôn rồi. Hang cua cùng. Ở đây dính con cá gì nữa nè. Đây dính mấy con cá phi. Nói chung là cá đối nó ngon hơn cá phi. Đó. Đây một con nữa nè. Ủa sao xảy giá ta kỹ ta. Thôi, lưới này 3,5 phân nè, không dính cá đối nhỏ rồi. Dính cá phi. Cá phi không. Thua rồi cả nhà ơi. Đây là đi đặt đem theo cái bao bự nha. Đây, con cá đối nè. Đây. Đó. Con cá đối này rất chi là bự. Con đối này rất là béo. Yeah. Đâu. Gỡ lưới là một cái nghệ thuật luôn á cả nhà, chứ không phải là mình xé lưới nha. Bây giờ mình sẽ gỡ con cá này cho cả nhà xem. Con cá đối này cũng hơi bự đấy. Đây, nó có một cái tùng mà nó vô, mình sẽ tháo nó ra từ cái đường đó. Wow, con cá đối này rất là mập.
Đây cả nhà xem này, con cá đối này nó mập lắm nha, nó mập cực kỳ luôn. Con đầu tiên bỏ vô bao nhé. Đạt chủ yếu là bắt cá đối nha, cá phi chắc không có bắt đâu. Cá phi đặt thả lại. Con cá này sảy nữa nè, nhưng mà không biết cá bự khi nhỏ nè, rối lưới hết trơn. Con cá phi cả nhà ơi. Con cá đó này bự quá, nãy giờ đặt gỡ hết lưới rồi, được chắc cỡ nửa ký cá nha. Chắc đặt phải giăng nhiều giác rồi cả nhà, giăng phải nhiều giác này. Lưới của ông Dưỡng là ba phân rưỡi nha. Đây, cá nói nè, đẹp chưa, được mấy con này cả nhà thấy chưa. Bây giờ là sẽ cuốn lưới và giăng một giác nữa nha. Đây cả nhà ơi, thành quả giác lưới thứ hai nha, được 2 túi. Bây giờ là bắt cho cả nhà xem. Nó hơi bị nhiều quá. Cá đối nãy rút vô, rút chút xuôi, giờ rút ra ngược khó rút. Trời ơi, dơ. Đây, cá đó đẹp, bỏ vào bao nha. Đây, con này hơi bự nha, bự thiệt. Tới mình đây. Bên này là cá rô phi. Nó làm vắt đùi. Cá này bán thu nhập cũng cao lắm nha, nhưng mà tại đặt đem đi cho đi biếu. Rồi hết rồi, bây giờ này sẽ đi thả lưới tiếp tục nha. Đây được thành quả là đi dưới đây đó cả nhà, được mấy con cá đối với lại mấy con cá phi đó. Bây giờ này sẽ đi thả tiếp nha. Đó thấy chưa, cái giác lưới này con bộ im rồi cả nhà ơi, nó dính quá dính nè. Đó thì cá đối nó mập, cái giác lưới này con bộ ngon cơm ạ. Đặt bỏ túi nha, đặt đổi máy quay trên đầu, có gì cả nhà thông cảm cho đặt nha. Đây nè thấy chưa, dính nữa nè. Cá này lỗ lưới ba không giữ tuốt ra và sửa lưới lại. Đang làm gì cũng có một mình. Đây dính nữa nè nhé. Ơi con này bự, con nó bự luôn. Vô bài cá đối khiếp thiệt. À, quá đã, trắng nõn, béo ngậy vào túi em ơi. Đây con, ui con cá bông cát. Đây là loại cá bông cát nha, cá này rất là ngon. Ôi dồi,
dính lưới lại, không có chạy thoát đâu. Này, đại sẽ cho nó một cơ hội nha. Đi đi. Đại chỉ thích cá đấu thôi. Ừ. Con nữa nè. Con này đó thì đắt không ta kỳ ta. Ui, định chạy hả mà bưởi. Đây cả nhà, bưởi ghi cho. Khủng khiếp, khủng khiếp này. Ui, sướng, sướng, sướng. Rồi sướng thiệt. Đây. Em này im. Bỏ vào túi. Em này còn im hơn nữa nè. Em này khủng khiếp. Em này quá cho bự rồi. Không biết đặt quay gì có rõ không nè. Không nhìn được mấy quay. Nhà thông cảm nha. Đó. Quá mạnh, quá bự, quá mập. Nó vô tùng rồi. Vô tùng là bít cửa nha anh em. Ê, trắng nõn nha, bự chà bá luôn. Để đặt coi lại cái máy quay, cây quay có rõ ràng không cho cả nhà xem cái chất lượng đó, cả nhà thấy chưa, rõ ràng không ta? Nãy giờ chắc dày quá, kệ đi. Cái đó là bự nhất hành tinh nha, hành tinh trong cái đám cá nãy giờ đặt bắt nha. Giờ này sẽ bỏ vô cái túi, đừng sảy nha bạn. Đã xảy mưa, xảy cá bự quá. Đây là cá nâu. Cá nâu này rất là khó gỡ, nhưng mà phải cố gắng, không được xé lưới nha. Xé lưới là Dương Sáu xem được video này là Dương Sáu chuỗi. Dương Sáu chuỗi, tại vì mượn lưới của Dương Sáu mà. Thả nha. Chú. Trời ơi, dính được con cá cát này nè cả nhà ơi. Thấy mê chưa? Đây là con cá mắc cát thứ hai nè. Nhưng mà cá này, ừ, cá này ngon lắm nè. Thôi đặt bắt cái này luôn nha. Nãy thả con và bắt con. Ồ, đằng kia nó dính nữa kìa. Đây, cá mắc cát. Quá im. Bỏ túi luôn. Ồ, dính này nhóc cả lưới luôn. Cá đói rồi. Cá đói nè. Gỡ rác ra luôn. Em ơi, chạy đi đâu nha em. Khiếp nha.
Không, hai con. Cá nó kéo được kia bự đấy. Hai con cá đó bự nè. Nhìn lại. Chạy đi đâu được cho thoát. Nhỏ sảy hả? Đây còn có đó bự nữa nè. Cái nóc. Nhiều nha. Hai túi đầy nhóc này, hai túi Doraemon đầy nhóc. Ồ. Chín trắng lưới luôn kìa. Đây, rồi, hai con, hai em. Cái này rất là ngon. Chiên xù. Wow, đằng kia dính nhiều quá. Ây dồi. Chạy đi đâu hả? Cơ hội của mày xảy một lần mà. Cuối cùng mày cũng chết là chết rồi. Không có chạy ra được hết giáo á. Cuộc sống mà. Ai cho, ông trời cho tới đâu là sống tới đó. Dù có cố gắng chạy thoát cũng không bao giờ chết. Không bao giờ có sống được. Lụm nha em. Em yêu của anh. Phần thứ hai anh gỡ em nha. Ủa, cái túi này nhóc luôn. Quá im. Thôi bây giờ đặt lên thật mỏ cá ra cả nhà. Chú gỡ tiếp nha. Chứ hai cái túi đừng hết được. Chạy dính luôn. Nên bỏ cá. Giặt lưới về cái nhà. Chứ cá nhiều quá rồi. Giác gì không nổi. Quá vậy nha. Tươi mới ngon. Gọi gì á? Cơ cá này kìa. Bao luôn. Ừ. Cá chưa? Nó ngon lắm. Nhà chiên bắt là mấy con chiên cái mình. Cho miếng nước cho coi. Xịt miếng nước cho coi.
Tới chị con. Nay em ăn chay hả? Nay em ăn chay, anh ăn đi, em làm cho. Thôi để làm đi. Nè, miếng nước nữa. Cái đó. Quá nhà lửa mấy con mần chiên à, còn nhiêu bỏ tủ lạnh. Nè, điện cho ba qua chưa? Có. Bảo qua không? Có, thêm nước đây, thêm nước đây, ngập đây. Nó đã. Đi chị ba qua lấy cá ăn. Rồi, bây giờ là sẽ lựa mấy con nào ngon ngon, sẽ chiên nha. Chiên ăn là vô kỹ luôn. Cái mớ chanh hay là nước mắm chua ngọt vậy. Là ăn lạnh quá. Con nào lấy bản thôi. Ba con này cả ký luôn. Nhiều lắm, cái đó là hà bà đó. Nhân mệt lên gì á. Tại vì sáng thì chưa ăn cơm gì mà. Rồi. Làm tắm. Đây là sẽ chảy cá lại nha. Cá mình chiên sẽ giòn, thấu vậy ăn đã. Trời ơi. Quá giòn. Đây là sẽ làm một trận cá linh mình nha. Mọi người đừng dính nha. Chiên cá này có một cái chế độ cao á. Thấy không? Cá này ăn với dầu sống nha, nó muốn cho ngọt nha. Trời ơi, quá ngon ơi. Đây. Đó là đẳng cấp. Ồ, cá nó ngon. Quá giòn. Này chấm nước chanh, chấm nước chua ngọt cho sống thôi thầy bài. Đây cả nhà ơi, cơm trắng, rau sống. Rồi, mời cả nhà thưởng thức nha. Quá trời rồi. Đói bụng, tên ơi, đói bụng, tên ơi, tới công chuyện luôn. Từ sáng giờ chưa ăn cái gì hết trơn á. Chỉnh sửa video cho đẹp để ăn cái. Đó, ok. Vậy là lụm nha, mời cả nhà ăn cơm. Ây da, quá đã. Trước tiên làm miếng cơm. Cá là đẹp lắm con ơi. Cá nấu chiên xù nè bạn. Đó thì chưa tách dọc cái rau đâu rồi kẹp vô chấm như nó chấm chua ngọt lụm cái một. Ăn chay đi ra đi. Mời ăn chứ trời. Con trai mà nó không mời nó tội lỗi. Đội ăn chay cái. Làm đồ ăn ngon. Chết rồi. Ăn hết bình dân rồi. Bữa nay thì cái đói quá nhiều mà mệt từ về trước luôn á, không biết dăng thêm ba giác nữa là giác gì không nổi. Ngon lắm. Béo giòn. Quá ngon.
Dạ mẹ. Là xin kết thúc clip này luôn. Chúc tất cả các bạn cô bác ngày xa luôn mình khỏe và ấm áp trong một mùa Giáng sinh Noel vui vẻ nha. Xin tạm biệt, hẹn lại. Ăn vậy sao ăn nổi. Ăn vậy chết luôn ạ.